vẫn đang mưa nha bà con. Giờ theo dự báo trong những giờ qua thì sẽ có mưa lớn diện rộng từ huyện Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Nam Đông và khu vực thành phố Huế có lượng mưa rất là lớn, mưa to và lượng mưa từ 40 đến 80 mm. Rất dễ xảy ra lũ quét sạt lở các vùng sông suối, đồi núi. Giờ mưa lớn từ sáng đến trưa rồi đó. Lúc này cũng 10 giờ trưa rồi. 10 giờ sáng bà con. Ngày 29 tháng 10. Đây là tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Nội Thành. Hiện ra trực từ Thương Tứ. Mưa dữ dội hơn, mưa to hơn. Còn bây giờ thì có lúc lớn lúc nhỏ đó. Còn xuyên suốt là mấy giờ đồng hồ mưa rất là to. Từ hồi sáng sớm đó bà con. Bây giờ thì cũng có khi vơi vơi đi. Tuy nhiên bây giờ là cũng mưa vừa đó. Còn đúng mưa trên cây hầu của bão sợ sáu đi qua đó, nhiều cây xanh ngã đổ trong các công viên đường phố ở Huế. Mưa thì sẽ dễ gây ra ngập ống, ngập cục bộ trên các tuyến đường phố. Gió đi qua cả ngã tư nó có những cái đợt gió xoáy làm cho lật ống mưa đi người đi đường đó, bà con cẩn thận cân nhắc. Cửa Thương Tứ kết thúc đường Đinh Tiên Hoàng, công viên Thương Bạc, nước sông Hương những ngày qua thì đục ngầu, không biết mưa từ sáng đến trưa thì được là dâng cao chưa, chứ tình hình này cũng về có lục lắm ạ. Sau bão số 6 đi qua thì mưa lớn diện rộng các tỉnh miền Trung. Như Quảng Bình bây giờ hứng chịu lũ nặng ngoài bà con. Vài chục ngàn ngôi nhà phải di dời. Vì nước dâng cao. Cũng có thiệt hại về người đó. Nào vất vả lắm, bão lũ khu vực
bến xe của chợ Đông Ba. Giờ trưa là xe cộ vẫn tấp nập vô ra tại bến xe. Mưa còn lạnh nữa, nhiệt độ 23 độ C thôi. Cổng chợ số 10. Hàng hóa giao thương qua lại vô ra tại chợ. Ô trời mưa, trận mưa sư Huệ đây. Tình diễn biến mưa gió đang còn rất là phức tạp trong những giờ và những ngày tới đó bà con. Mưa lớn thì sẽ dần bị lũ lụt, ngập úng nhiều nơi. Phố chợ trên này nó tới tạ đường Trương Dương thì sau chợ Đông Ba. Mưa bão chưa kịp khắc phục sau cơn bão thì tiếp tục mưa, tình hình còn kéo dài, khắc phục sau bão như mưa gió còn khá lâu đó bà con, vì bão đang còn mưa tiếp mấy ngày nữa mà. Gió hắt hiu luôn. Ông Tây đi du lịch cầm dù mà gió nó muốn lật dù luôn. Đó, mưa mưa gió này đó. Đó. À, mưa bay tung tóe. Sông Hương bên dưới mong cầu Trường Tiên, nước cũng đang có xu hướng chạy về suối.
sông mà con thầy này biết nó được ngầu lòng vàng khe của mùa nước lũ đó. Cầu Trường Tiên mù mịt, bên trên này cả cái tòa nhà cao tầng không thấy gì luôn, toàn là màn mưa. Viên cây cối sập đổ sau bão, bây giờ bắt đầu người ta khắc phục. Cắt cưa, thu dọn. Đây là đường Xuyên Vinh từ Gia Hội Đông Ba lên dọc theo bờ sông đường lên Kim Long Linh Mù đấy bạn con. Đây khu vực công viên Thương Bạc, nhánh cây gãy đổ do bão gây ra những ngày trước này. Lúc này thì mưa vừa đó, tình hình mà kéo dài mưa xuyên ngày đến thì cũng dễ lũ lắm. Trường Tiên lên đây cầu Phú Xuân thì bên dưới bờ sông nó đã có giờ mưa dọn xích lô, mày chụp xích lô phải xuống gì cầu nơi đầu nó dọn mưa đầu cho khách đó.
hưng lộc. Đó, mưa và có gió nữa đó, gió cấp 4, cấp 5 đây chứ. Sông thì không một bóng thuyền xuôi ngược, còn neo đầu thôi. À, trong cả cái công viên này nó ngập nước. Xâm sắp đó, đây có cái cầu Bạn Nguyệt. Thế là ngậm sông, cải thiện môi trường nước sạch sẽ. Đây bến sông ngày nay bến bé đó, ngày hè thì xinh đẹp dễ thương. Chừng nào thì mùa mưa nó buồn ủ rũ chừng này, hè hè bà con ra đây bơi lội nơi bến sông đông lắm. Wow, cha nhìn cái dòng sông một màu nước luôn. Mưa bây giờ càng lúc càng lớn đấy bà con này. Đó, có những cơn mưa như vậy đó, lớn lắm. Buổi sáng thôi, vơi vơi đi chập rồi là nữa. Có đoàn khách du lịch. Người ta cùng đi ngắm mưa Huế đó. Công viên xuyên suốt theo tuyến đường bộ từ Đông Ba lên gần đến cầu Gia Viễn thì cây cối vẫn là yên ổn đó, cũng hư hại cũng vừa phải, ít thôi bà con. Sau bên này thì tiếp tục là lên khu vực gần với cầu Gia Viễn, cầu Bạch Hầu. Ở đây có khu rừng này, giữ đất. Có vài cây nhánh cây đổ gãy.
tình hình mưa gió còn phức tạp lắm. Khả năng vài giờ tới sẽ còn mưa lớn. Có dự báo cảnh báo mưa lớn tại Huế cũng như các huyện, rất dễ xảy ra lũ lụt đó, rồi lũ quét, sông suối, các cái vùng núi cao. Còn nước nó cũng chảy từ trên thượng nguồn về. Kết hợp với gió nó nhìn dòng sông nó gần sông nó bà con. Khu vực giữa hai cái cầu có vòng lâu của cầu Gia Viễn. Rồi bên đây thì bây giờ có đường xuyên lên đến cầu Kim Long, đầu con sông Kẻ Vàng. Xa xa kia cũng có đầu cùng hiện hữu cái cầu cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng đó. Đây màn mưa làm cho tiến độ cũng hơi chậm lại đấy. Ngoài này là đường Kim Long, chúng ta đang đi trên cầu Kim Long đây bà con. Và bây giờ đường xuyên rừng đã thông suốt từ cầu Gia Hội lên đến Linh Mục, đường như vậy đó. Đi qua khu vực cầu Nguyễn Hoàng thì đang nhìn công trình người ta chưa chỉnh trang. Tuy nhiên thì trước đây cũng đã hoạt động cái tuyến đường này xuyên rừng xuyên suốt rồi. Vài tháng nữa cái cầu Nguyễn Hoàng cũng hoàn thành. Con sư Huệ là hạnh diện có thêm công trình mới giao thông, rồi cảnh quan vừa nhìn buồn nhưng mà có cái cầu mới nhìn cũng đẹp đó. Tầm nữa thì nhìn cái cầu nó rõ ràng hơn, sắc màu mới mẻ trên sông Hương. Đi bên sông thì thấy gió rất là lớn nha bà con, đó, gió vù vù luôn á. Mưa rồi gió kêu mấy lần được lũ về 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 lên lắm. Tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp về thời tiết, tình hình mưa gió. Bà con khi xem thì không quên nhấn like đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để nhiều người biết và thăm Huế biết thêm tình hình thời tiết ở Huế như thế. Sát với cái cầu Nguyễn Hoàng đó bà con, đã gần đi vào hoàn tất rồi đó. Nhìn trong cái hình tượng của cầu thì đã sống rồi, người ta chỉ còn làm một cái mặt đường trên nữa, và hai đầu cầu thì sẽ hoàn tất trong nay mai.
Dạ, và những hình ảnh ở trên này đang còn mưa gió diễn biến phức tạp, hy vọng mọi người cùng được thêm hãy cùng yêu với nha. Dạ, phía xem không quên nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ video, đồng thời để theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế, những hình ảnh về Huế trong mùa mưa gió này. Dạ, còn bây giờ em vui xin chào và hẹn gặp lại bà con.